So sánh sự nghiệp của 4 huấn luyện viên Rap Việt 2024, Biray tuổi trẻ tài cao, Suboi nổi tiếng toàn cầu. Sau anh trai C2, Rap Việt 2024 chính thức là show truyền hình âm nhạc được nhiều khán giả mong đợi nhất. Vừa qua, tập 1 của Rap Việt đã được lên sóng với những thí sinh và màn trình diễn gây bùng nổ. Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm không kém đó chính là bộ 4 huấn luyện viên của Rap Việt mùa này. Đó là Big Daddy, Karik, Biray, Suboi, và clip hôm nay hãy cùng Hero Thanh nhìn lại sự nghiệp của 4 huấn luyện viên đình đám này nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Big Daddy. Big Daddy hoạt động trong giới underground bắt đầu từ năm 2007. Lúc này anh góp mặt trong hiphop.vn do Jan Shaker điều hành, thử sức ở rất nhiều thể loại rap và tiếp tục cho ra đời những sản phẩm âm nhạc ấn tượng. Chàng rapper sở hữu chất giọng trầm ấm, nam tính mang đậm chất riêng. Có thể nói rằng âm nhạc của anh không hề bó buộc ở một phong cách nào mà luôn có nhiều màu sắc đa dạng. Năm 2008, Big Daddy tham gia vào diễn đàn underground nổi tiếng GVR Production, quen biết với nhiều cái tên như Andre, DSK, Ramastic. Một năm sau đó, Big Daddy rời khỏi GVR cùng Yanbi và Vinci John Mama thành lập nhóm Jara Band cho ra mắt những ca khúc như Bỏ Quên, Listen My Baby, Chót Yêu, Em Sai Rồi. Năm 2010, Big Daddy gia nhập vào tổ đội Lady Kala gồm có các cái tên đình đám như LK, Justin T, Emily, Yanbi, Mr. T, Bruno, Mr. A, Sơn Tùng, MTP cũng từng là thành viên của Lady Killer nhưng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng Lady Killer, Big Daddy đã phát hành nhiều bản rap cá nhân như I Wanna Be With You, Golden Boy, Underground. Hai năm sau đó, Big Daddy bắt đầu hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng trong V-pop. Hai bản hit rầm rộ khoảng thời gian này có thể kể đến như Anh Không Giữ, Tiên Cookie, Big Phương, Big Daddy. Thời gian sẽ trả lời Tiên Cookie, Just Dirty và Big Daddy. Năm 2013, cái tên Big Daddy bắt đầu được nhận diện một cách rộng rãi thông qua bản hit đình đám Tình Yêu Màu Nắng kết hợp cùng nữ ca sĩ Đoàn Thùy Trang. Ca khúc thu hút hàng trăm nghìn lượt nghe từ khán giả, lọt top 5 bảng xếp hạng Zing MB3. Cũng trong cùng năm, nam rapper còn góp giọng trong Không Cần Thêm Một Ai Nữa, một ca khúc của Mr. Zero. Tiếp theo đó, Big Daddy đã phát hành liên tiếp nhiều ca khúc để lại nhiều dấu ấn cá nhân như Nóng, Dù Anh Có Đứng Lại, Dệt Những Yêu Thương. Năm 2015 đến năm 2017, Big Daddy chăm chỉ làm nhạc, cho ra mắt nhiều single kết hợp với producer Toliver, Serbin Hoàng Sơn, Hạnh Sino. Anh được bình chọn là rapper được nhiều ca sĩ ưu ái vì liên tục được mời góp giọng trong các sản phẩm âm nhạc. Chàng rapper cũng từng tham gia chương trình The Remix mùa 2 vào năm 2016 cùng người bạn thân là Justin T. Tại chương trình, Big Daddy được đánh giá khá cao khi sở hữu những màn trình diễn vô cùng ấn tượng về nhà ăn Tết, ca, phần 2. Mặc dù phải dừng chân lại vòng 7 của cuộc thi, thế nhưng không thể phủ nhận những dấu ấn mà bộ đôi để lại sau chương trình. Đặc biệt vào năm 2019, loạt hit song ca cùng Emily đã khiến Big Daddy có được những bước tiến vượt trội trong sự nghiệp. Mượn Rượu Tỏ Tình, Người Tình Nhỏ Bé, Sao Bé Không Lắc là những sản phẩm âm nhạc nhận được sự quan tâm và yêu thích lớn từ công chúng, đạt được lượng view cao ấn tượng trên các nền tảng phát hành. Năm 2020, dòng nhạc rap chính thức bùng nổ tại Việt Nam với hai chương trình truyền hình thực tế thu hút lực xem cao từ khán giả là King of Rap và Rap Việt. Lần đầu tiên, cộng đồng underground được ra mắt đại chúng với sân chơi chuyên nghiệp, nhiều rapper tên tuổi trong giới được lộ diện sau nhiều năm hoạt động trong khuôn khổ. Big Daddy đảm nhận vai trò giám khảo mùa đầu tiên tại King of Rap, sánh vai cùng các rapper nổi tiếng khác như LK, Leo Sadi, Dab Maniac. Tại đây, chàng giám khảo trẻ đã mang đến những chia sẻ về kinh nghiệm đa dạng cho thế hệ sau, giúp thí sinh có được màn thể hiện tròn trịa trên sân chơi truyền hình. Năm 2023, Rap Việt mùa 3 chính thức lên sóng, Big Daddy bất ngờ xuất hiện trên ghế huấn luyện viên của chương trình. Sau những tập phát sóng, anh chàng nhận được nhiều phản hồi tích cực về tính cách cùng những lời thuyết phục thí sinh, chặt chém đối thủ đầy hài hước. Phần lớn người xem đều tỏ ra thích thú khi thấy một giám khảo đã có kinh nghiệm từ King of Rap tiếp tục lại có mặt tại Rap Việt. Big Daddy là nhân vật duy nhất tham gia cùng lúc hai chương trình về rap lớn nhất tại Việt Nam. Biray. Biray ban đầu không được rất nhiều người biết đến, nhưng các bản nhạc của anh như Ở Trong Thành Phố, Ai, Lơ Lửng đã trở nên phổ biến và gây ấn tượng mạnh với lời viết gai góc, khốn khéo.
và hình ảnh của một người trẻ đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh sinh ra ở Việt Nam, nhưng từ nhỏ anh đã sống tại Hoa Kỳ. Âm nhạc đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận và là sự an ủi tinh thần cho chàng trai trẻ sống ở một đất nước xa lạ. B-Ray đã tiếp cận với thể loại nhạc rap từ khi 13 đến 14 tuổi và ban đầu anh sáng tác và trình diễn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên vì sự khác biệt ngôn ngữ, các tác phẩm của anh không nhận được nhiều sự chú ý. Sau đó B-Ray chuyển sang hát bằng tiếng Việt, có giai đoạn hợp tác với Young Hass trong X và báo cho ra những dự án âm nhạc khác. Những bài hát của B-Ray thường mang đậm chất dấu ấn cá nhân với sự táo bạo và nổi loạn. Ban đầu anh là một gương mặt lạ trong làng rap Việt, nhưng thời gian và sự cố gắng không ngừng, B-Ray đã được đánh giá cao bởi các đàn anh và rapper khác. Số lượng người hâm mộ của anh ngày càng tăng và các bản nhạc của anh được nghe nhiều hơn. Một trong những bài hát nổi bật của B-Ray là Way Back Home và Dám Nói Dám Làm đã khẳng định tên tuổi của anh. Giọng hát đặc trưng và phong cách nói lơ lớ của B-Ray đã tạo ra sự mới mẻ và khác biệt. Ngoài việc có giọng hát xuất sắc và điêu luyện, B-Ray cũng là một người viết lời tài ba. Một trong những bài hát thành công của B-Ray là Con Trai Cưng, hợp tác với Marcel. Bài hát này đã gây tiếng vang với lượng nghe và chia sẻ đáng kinh ngạc. Mặc dù hình ảnh của anh đã bị giảm điểm trong mắt công chúng, Con Trai Cưng đã giúp B-Ray lấy lại thiện cảm từ phía người nghe. Phiên bản audio của ca khúc này đã đạt hơn 27 triệu lượt xem trên YouTube và phiên bản piano kết hợp với KICM đã đạt hơn 38 triệu lượt xem. Con Trai Cưng còn được sử dụng trong đề thi môn văn. Bài hát khác đáng chú ý của B-Ray là Ex Help Me, hợp tác với AMI. Sự kết hợp ăn ý này đã giúp B-Ray vượt qua Mượn Rượu Tỏ Tình của Big Daddy và Emily, tiếp tục đứng top một xu hướng sau 2 ngày ra mắt và đạt hơn 21 triệu lượt xem sau 12 ngày. Lời bài hát này là một thông điệp gửi đến người yêu cũ, nhưng thực chất lại mang sự châm biếm, làm nổi bật sự sáng tạo và độc đáo của B-Ray trong mắt người nghe. Bên cạnh đó, B-Ray cũng đã tham gia góp giọng trong ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế của tân binh Amy. Và mặc dù chỉ xuất hiện trong một phần ngắn, anh đã góp phần làm cho bài hát trở nên thu hút và chứng tỏ sức mạnh của tài năng của mình. Anh còn được biết đến với danh hiệu rapper trẻ tuổi nhất trong lịch sử của rap Việt, đã tích lũy danh sách bản hit gây bão trong ngành âm nhạc trước khi ngồi vào vị trí huấn luyện viên. Điều này là lý do chính khiến nam rapper tự tin tuyên bố về lượt hit, lượt view, số lượng hit Ai Quen Em trong chương trình. Sau tập 1 Rap Việt 2023, nhiều khán giả nhận thấy B-Ray là một huấn luyện viên đáng xem và mang đến nhiều yếu tố sôi động cho Rap Việt mùa 3. Dù là huấn luyện viên trẻ nhất, nhưng từ tập 1, nam rapper đã thể hiện những đánh giá chuyên nghiệp, hiểu rõ tâm lý của thí sinh và sẵn lòng chặt chém các huấn luyện viên để giành lấy những tài năng xuất sắc cho đội của mình. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bài viết về B-Ray đã nhận được nhiều sự tương tác tích cực, chứng tỏ sức hút khổng lồ của anh trong Rap Việt cũng như làng giải trí nói chung. Khi chia sẻ về lần đầu tham gia rap Việt, B-Ray thẳng thắn nói, anh just 30, nói nhiều hơn B-Ray nghĩ, anh là một người anh mà tôi rất ngưỡng mộ, còn anh Karik và chị Suboy đã cho tôi thấy rất nhiều lời khuyên. Tôi rất may mắn khi được là thành viên trẻ nhất trong chương trình này. Cuối chương trình, 24Karai thí sinh trong đội huấn luyện viên B-Ray đạt danh hiệu Á quân rap Việt 2023. Suboy. Suboy đã sáng tác và thể hiện bài hát đầu tiên vào năm 15 tuổi. Năm 17 tuổi, cô gia nhập nhóm nhạc 3N và sau đó tham gia ban nhạc Nu Metal, Winfrey với vai trò rapper và nhạc sĩ. Suboy trở thành tên tuổi quen thuộc trong giới underground hip-hop tại Việt Nam. Năm 17 tuổi, cô thu âm cùng rapper Rapsoul và Crazy Noise và từ đây bước vào tầm ngắm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, người đã mời Suboy gia nhập hãng đĩa Music Phase. Năm 2009, cô gây ấn tượng với khán giả qua các bài hát Xin Hãy Thứ Tha và Girl, Này. Hợp tác với Hồ Ngọc Hà, mở đường cho album đầu tay của cô mang tên Walk năm 2010, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi trở thành nữ rapper đầu tiên thành công tại Việt Nam. Năm 2012, cô kết thúc hợp đồng với Music Fake và trở thành ca sĩ độc lập. Album thứ hai Run được phát hành vào năm 2012 sau nhiều sự trì hoãn. Tháng 4 năm 2013, cô tổ chức buổi diễn Suboy Lady Lisa Concert cùng rapper người Anh Lady Lisa. Năm 2015, Suboy biểu diễn tại lễ hội âm nhạc CAAM tại San Francisco, Mỹ. Năm 2016, Suboy tham gia diễn xuất trong phim Siêu Trộm và đạt thành công lớn. Cô cũng gây chú ý khi rap trước Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong một buổi hỏi đáp với các nhà lãnh đạo trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2017, cô xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes Asia và lọt vào danh sách 30 người trẻ ảnh hưởng nhất châu Á. Năm 2019, Suboy tham gia phim tài liệu Asia Rising – The Next Generation of Hip Hop của 88 Rising và là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại tạp chí Vocal Nhật. Năm 2019, Suboy tiết lộ mang thai và sinh con gái đầu lòng. Vào năm 2020, cô công khai mối quan hệ với No Day, nhà sản xuất âm nhạc người Pháp gốc Việt. Suboy tham gia chương trình Rap Việt 2020 và trở lại với vai trò giám khảo trong chương trình này ở mùa thứ 3, 2023 và thứ 4 năm 2024. Suboy đã trở thành biểu tượng cho các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Samsung, Yomod và Kotex. Sự pha trộn giữa nghệ thuật, đa dạng và sự phát triển không ngừng đã định hình Suboy thành một hình mẫu nổi bật của thế hệ trẻ và là gương mặt đại diện cho sự phồn thịnh của nhạc hip-hop Việt Nam trong tương lai. Carrick. Khi chuyển sang rap, Carrick đã phải đối mặt với sự phản đối và không ủng hộ từ gia đình. Tuy nhiên, sau khi anh cùng ca sĩ Mỹ Tâm giành giải MTV Việt Nam năm 2011, gia đình đã dần chấp nhận và hiểu được phần nào giá trị và tiềm năng của rap. Mặc dù vẫn còn một số lo ngại vì rap không phổ biến ở Việt Nam thời điểm đó, nhưng gia đình của Carrick đã thể hiện sự chấp nhận hơn. Năm 2010, Carrick hợp tác với Wowy để phát hành ca khúc Khu Tao Sống, tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng underground. Năm 2012, anh tiếp tục hợp tác với Wowy để sáng tác hai bài hát nổi tiếng là Hai Thế Giới và Chạy kết hợp với ELD. Những sản phẩm này đã trở thành biểu tượng đặc trưng cho bộ đôi Wowy-Carrick. Năm 2011, Carrick phát hành MV Rắc Rối, một sản phẩm mang tính châm biếm đối với các nghệ sĩ showbiz và sử dụng ngôn ngữ không đẹp, nhưng lại đạt được vị trí cao trên bảng xếp hạng MTV Việt Nam. Carrick là một trong những rapper đầu tiên vượt ra khỏi ranh giới underground và gia nhập vào showbiz. Điều này đã khiến anh phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ các rapper có quan điểm khác, coi anh là người phản bội giới underground. Tranh cãi về sự phân định giữa âm nhạc underground và showbiz ngày càng căng thẳng. Và vào năm 2013, nó đã dẫn đến cuộc đại chiến Bắc Nam 2013, một cuộc battle lớn cho đến thời điểm đó. Trong thời gian đó, rapper Rhymastic đã bênh vực Carrick. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, anh thừa nhận rằng Carrick đã theo con đường riêng của mình trong giới showbiz và anh cảm thấy xa lạ với Carrick ngay cả khi gặp lại trong chương trình Rap Việt. Tham gia chương trình Rap Việt 2020 với vai trò huấn luyện viên dẫn dắt thí sinh G Ducky và cùng đạt vị trí Á quân, năm 2021, anh tiếp tục hoạt động nghệ thuật đầy năng lượng và nhiệt huyết với mong muốn mang đến cho khán giả những phút giây giải trí bổ ích. Carrick cũng tham gia chương trình Running Man Việt Nam mùa 2. Tuy nhiên, vì lý do công việc, anh vắng mặt trong một số tập phát sóng. Cùng năm đó, Carrick tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên của Rap Việt mùa 2 và xuất sắc giành giải quán quân cùng học trò C-Chance nhờ sự nỗ lực không ngừng và phương pháp huấn luyện chỉnh chu. Với những thành công ấn tượng, ngày 28 tháng 1 năm 2022, Carrick được vinh danh tại Vietnam Entertainment Awards ở hạng mục Nghệ sĩ của năm 2021. Năm 2023, khi Rap Việt mùa 3 trở lại, Carrick đã đảm nhiệm vai trò giám khảo casting và trở thành giám khảo chính thức của chương trình cùng với Suboy và Just Dirty, sau khi tuyên bố không còn là huấn luyện viên. Năm 2023 cũng là cột mốc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Carrick trong âm nhạc. Anh phát hành các sản phẩm mới qua Warner Music Việt Nam, bao gồm ca khúc Bạn Đời, hợp tác với G Ducky, thu hút hàng chục triệu lượt xem và ca khúc Mời Người Kế Tiếp, hợp tác với Olicy. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2024, Carrick ra mắt album Kép 421 với hai phần Dark Side, phản ánh cuộc sống underground đầy thách thức, và Bright Side, hướng tới những thị hiếu âm nhạc đại chúng.